Đây các bác ạ, đồ thì báo cáo các bác là nó cũng đợt này nó cũng khó, không phải có nhiều. Thì hôm nay em đối với lô mic thì em vừa về hôm qua được một số thì không có nhiều đâu bác ơi, hết rồi. Và các bác nào nợ các đơn thì bác hôm qua em trả cho bác rồi nhé. Còn lại có mấy cái này, những dòng mic này thì rất cảm ơn các bác là đã đón nhận rất là tốt, bởi vì là mic thì nó nhẹ, nó truyền từ người nọ ra người kia, hầu như nhà nào cũng có karaoke. Này các bác giới thiệu cho em rất là tốt, em cảm ơn. Các bác, một số bác trong 3 đến 5 ngày gần đây mic nó hết ấy, em nợ đơn thì ngày hôm qua em đã gửi hết cho bác rồi. Nhá. Còn bác nào có nhu cầu thì vẫn liên hệ tiếp với em. Còn đợt này còn được chục cái cả hai loại thôi, không còn nhiều đâu. Rồi lại em đăng nhập, nhưng mà đợt này nó khó, dịch Covid họ không đi đường bay, nó rất là khó, đường bay về khó lắm ạ. Nhưng không đơn giản. Nên là sau đây thì em cũng vẫn giới thiệu qua lại cho các bác nhé, giới thiệu qua, bởi vì là có nhiều bác rất là sốt ruột, bởi vì là hát, có nghĩa là cái nhà bên cạnh họ lấy rồi họ giới thiệu cho các bác, nhưng đến bây giờ mãi thì em ngày hôm qua em gửi hết trả cho các bác rồi đây, đơn thứ bảy ngày hôm qua em giải hết rồi. Thì đây vẫn cái dòng mic này thì em giới thiệu nhiều rồi, nói qua vì là có nhiều bác chưa được xem, có những bác nào xem rồi thì bác tua đi để chút nữa em giới thiệu loa âm ly thì các bác xem hộ em nhé. Còn bác nào đã biết mic rồi thì không phải lấy nữa. Đây của con. Thì đối với lại hai loại mic này, đây là dòng mic Tomac này, dòng mic Tomac này, hàng made in Japan. Tomac này hát rất là hay, 700.000 một chiếc, 700.000 một chiếc. Dây bên em cho theo dây, dây dài từ 5 đến 6 mét. Đấy. Đối với dòng mic này thì bên em đã bán cho các bác rất nhiều rồi, chất thì không thể chê được rồi, 700.000 một chiếc. Hàng chữ chìm này, đây chữ chìm. Còn một loại Tomac nữa chữ nổi, giá 600.000 một chiếc. Đấy. Đây ạ, 600.000 một chiếc, được chưa? Thương hiệu Tomac. Còn bác nào cần bản test về mic thì em test mic rất là nhiều trên đấy rồi. Đấy, made in Japan. Đây là dòng chữ chìm, dập chìm. Mic thu hát rất là tốt, rất là nhẹ. Giọng ấm, không bị phá. Bây giờ các bác ra thị trường bên ngoài, các bác mua mic mới loại có hộp, có túi sách đấy, thì các bác phải mất 400-500 rồi. Theo thế nào được ạ? Các bác phải mua tầm cái hơn triệu. Hơn triệu ở ngoài theo này được. Đấy. Để Tomac có dây cho theo nhé, 700k một chiếc ạ. Còn bên đây, dòng này là dòng Strutec Pro này, 600. Dòng này dòng của Mỹ ạ, dòng của Mỹ. Chỉ con này thì lại 1.800.000 một chiếc, có cho dây kèm theo luôn, 1.800.000 một chiếc. Strutec Pro, nặng trịch luôn, cầm cái mic nó thích lắm ạ. Các bác hát không hay nó thành hay luôn, nói luôn là hát không hay cũng thành hay. Chất ấm lướt rất là nhẹ, ấm áp, không bị phá giọng. 1.800.000 một chiếc này, có cho dây kèm theo. Mic Strutec Pro 600. Dòng này của Mỹ ạ, 1.800.000 một chiếc. Đấy. Chỗ này chắc cả hai loại này thì còn tầm hơn chục chiếc, 10-12 chiếc thôi bác ơi. Đấy. Những bác nào nợ mà ngày dục em nhiều thì em đã trả đơn hết cho bác ngày hôm qua rồi. Nó về em trả luôn rồi. Đấy, bắt đầu em. Còn ngoài ra là các dây phụ kiện này. Như những dòng dây này này. Dây này là dây mắc intoc này. Dây mắc intoc này, dây loa to ngón tay các em. Dây mắc intoc này. Mũi tên bác cắm về cắm theo chiều mũi tên nhé. Bộ dây mắc intoc dây loa này có chiều dài là 2,5 m một bộ dây loa này, và có một giá là 1.900.000 một bộ mắc intoc này. 1.900.000 một bộ mắc intoc. Đấy. Cái này em có clip dưới giới thiệu rồi, bác nào cần thì em giới thiệu tiếp cho. Mắc intoc này. Rồi là bác nào cần cao cấp hơn thì bác lấy dây Acuphase cho em nhé. Acuphase. Acuphase đây. Dòng Acuphase này. Đây là dòng dây loa Acuphase. Acuphase này có mức giá là 2.800.000, 2.800.000 một bộ Acuphase. Đấy là dòng loại dây loa Acuphase cũng dài 2,5 m hết. Còn ngoài ra thì rất là nhiều dây phụ kiện. Bác nào cần giới thiệu đây, dây phụ kiện nhiều lắm. Bác nào cần lấy dây phụ kiện thì gọi cho em hoặc nhắn tin vào đường link cho em, thì em sẽ gửi cái đường link giới thiệu về dòng loa với dây phụ kiện cho, bởi vì là giới thiệu nhiều lắm rồi. Giới thiệu đi giới thiệu lại. Đấy. Còn đầu giải mã với lại các loại đầu mini về đây, để bạt ngàn cho các bác thôi. Giá trung bình hơn 1.000.000 một cái là có giải mã rồi. Triệu. Triệu. Hơn triệu. Này. Còn chúng nữa có thời gian em sẽ test con CSA77 Pioneer cho các bác. Nhìn thế này thôi. Dòng Pioneer thiết kế nặng trịch luôn. Đẹp. Bóng loáng. Hai đôi Pioneer kép thì bán mất rồi. Đây BK lại vừa về cho bác được ít nữa đây. BK mới Soul Pro
Đấy, có 1, 2, 3, 4. Được 5, 6 đôi Pro. BK cũng hết. BK ngày hôm qua đi cho các bác mấy đôi cũng hết này. Đấy, Pro. Tất cả hàng đều đẹp hết các bác nhé. Soulcheck Pro này là 3 triệu 9 một đôi. Hàng hay hơn cả BMW 250V. Hàng made in Japan xịn luôn. Củ giống hệt BMW 250. Đã được các bác đón nhận rất là nhiều. Nhiều bác, các bác cứ đi tham khảo so sánh thoải mái. Đây là tất cả những hàng của em về các bác chỉ sẵn chơi thôi nhé. Chỉ chơi hàng đẹp, đẹp hết rồi. Mới chơi thôi. Còn là 3 triệu 9 một đôi. Bác nào thích 3 triệu rưỡi, 3 triệu 2 cũng có. Có những chỗ đến 2 triệu 9 cũng có. Nhưng chưa dọn gì đâu ạ. Chưa dọn gì đâu. Đấy, BK đây. BK bát 25, có cái bát 20 ạ. BK bát 25 cũng hàng made in Japan tất cả hai thằng. Đo loại dòng này 3 triệu 950, con này chênh con kia 50.000. Nó là bát 25. Hai tép tất cả đều còn tem mác zin hết, bao zin hết cho bác. Nhưng con nào gân mục phải thay. Bởi vì đã chơi lo bãi mà gân mục mà về để cho bác chơi một vài hôm đánh là nó bật mất gân đấy. Chưa, đây là Soulcheck Pro. Những cái dòng này này, các bác muốn hay thì đây ạ. Đây là những dòng hay cho nó. Đây là con PA9200A, hàng của Hàn Quốc xịn. Con này âm ly karaoke cho các bác chất giọng rất là hay, không hay thì không lấy tiền luôn. Con này sản xuất năm bao nhiêu? Sản xuất năm 1993. Sản xuất năm 1993, mức giá 5 triệu 9. Con này đã có bản test, em test trên cho các bác rồi. Hát ngọt ngào, quá ấm áp luôn. Chất của nó đấy ạ. Còn hai con dưới này là hai con hàng mới. Để dùng cho các bác nào ít tiền mua loa xịn nhưng mà dùng tạm âm ly. Những con này thì nó 900 đến 1 triệu để nó đánh những đôi bát vừa đấy thôi. Không nói rồi, hàng này không nói. Còn xuống đây tiếp tục, hàng xịn đấy ạ. Hàng xịn, đây là con Jaguar PA2003 203XG. Dòng này cũng là dòng hàng xịn của Hàn Quốc luôn. Con này chưa đến 5 triệu đâu. 4 triệu 950 thì gọi là 5 triệu đi. Hàng xịn cho các bác. Những dòng này thì các bác hát karaoke và nghe nhạc thì quá là hay rồi. Dòng hàng xịn luôn ạ. Đấy. Xuống tiếp phía dưới này. Đó là con Jaguar 506. Thì đối với dòng 506 này nó rất là khỏe. Con này nó có thể đánh một lúc hai đôi loa bát 20 cho các bác luôn. Đấy, 506 này. Hàng này cũng là hàng xịn của Hàn Quốc luôn. Hàng xịn Hàn Quốc luôn các bác. Con này các bác có thể đánh hai đôi loa luôn. Đấy. Được chưa? Con này 506 này, 5 PA506NT nhá. Giá có nhìn thấy chưa? 8 triệu 9 quá mềm rồi. PA506N thì nó tầm 16 17 triệu. Con này 8 triệu 9 được chưa? Ok chưa? Hàng xịn luôn ạ. Đây về phía sau đây. Với con 506 thì bác biết rồi, nó có hai cầu bên này và hai cầu bên này là được hai đôi loa. Đời con này để em xem dây này. Con này sản xuất xem nào. Con này sản xuất năm 2003. Xem còn con này nữa. Con 506 là sản xuất 2003. Còn con này xem nào. Korea hết này. Có nhìn này, Korea hết. Sợ để nhìn xem sản xuất năm bao nhiêu dây nó. Mở con nó nằm tít ở dây hết các bạn. Nó đều ghi ở dây mà. Năm 2005. Con XG 2005. Đấy. Đàn điện đấy ạ. Đây là đàn guitar điện. Những chiếc đàn guitar điện này thì báo cáo các bác là con này thì là hàng còn cả bao da zin của nó hết luôn. Bao da zin. Và đặc biệt là dòng này lại dòng đàn cần lõm nhé các bác nhé. Những chiếc đàn này rất là ít hiếm có. Vì đàn đa số là đàn để rồi. Còn đàn cần lõm này là đàn, những dòng đàn cổ cho chất âm. Nó khác, nó hẳn lên chữ âm. Đây, tay gỗ sồi rất là đẹp luôn. Tay gỗ sồi cực kỳ đẹp, đàn cổ. Đàn cổ, chiếc đàn màu xanh này. Đấy. Chiếc đàn cổ màu xanh này. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Đây. Đấy, rất nhiều cần gạt này. Úi dồi, chả biết gạt cái gì. Volume to nhỏ đây không nói thôi. Tất cả bao hàng hoạt động bình thường, một volume, hai volume, ba volume, bốn. Còn các loại cần gạt này nữa. Cái này thì các bác học về nhạc lý hay các bác chơi về nhạc lý thì có biết thôi. Em Tuấn thì bó tay cho này chiếc nữa. Bỏ cái nữa ra đây. Hai cái bao, còn bao hết của nó luôn. Bao zin của đàn luôn ạ. Đấy, một cái xanh và một cái đỏ.
coi nhé, một cái xanh với đỏ. Ý, cái đỏ nó chất hơn nữa, đẹp như mới luôn, được chưa? Một cái xanh, một cái đỏ. Bác nhé, bác đợi em chút thì em báo luôn cái giá cái đàn này nhé. Cái xanh với đỏ thì em báo giá luôn cái đàn này, chứ không tính nha, bây giờ lúc nữa các bác có hỏi nó em quên đấy, không biết đâu đâu lần báo giá luôn cái đàn này nhanh. Xong em báo giá xong em sẽ ghi vào đấy sau cho các bác, để cho các bác biết giá luôn, chứ bán hàng em không thích ập ở mù đến lúc không biết đâu một lần. Xong đi lúc khách hỏi nhiều quá em cứ báo giá đấy, các bác chốt được thì bác gọi cho nó nhanh, tiện cho nó nhanh, cho đỡ phải đấy, đúng không? Đấy, đây hai con này thì hàng cao cấp rồi các bác ơi, hàng quá là cao cấp rồi đấy. Hai con này 3,9 triệu một con nhé, 3,9 triệu một con xanh, con này hơn 4 triệu cơ. À, bao da còn xịn hết theo đàn luôn, 3,9 triệu nhé. Từ xem nào, cho mượn bút dạ, con này viết ở chỗ này thì còn bút dạ nên đây. Con này là giá 3,9 triệu ạ, à, hầu như là không có vết xước xát gì cả, đẹp như mới, có quai đeo. Bút đây, con xanh này nhá, con đàn xanh em ghi ở đây 39 này, 39 này chưa, đấy đẹp như mới. Con này ạ, 46 ạ, thấy chưa, nó là không có một chút xước xát này. Này, con này giá 4,6 triệu này, 46 nhá, em ghi vào đây rồi. Ủa, màu trắng này các bác nhìn không rõ đấy, 46 này, ok chưa? Đấy, đàn màu mận chín ạ, đẹp keng chưa các bác? Đấy, đây mới là màu thật, không có một vết xước xát nào cả. Cần đàn gỗ sồi, mới tinh luôn. Đấy nhá, em zoom cho các bác nhìn, mới tinh luôn ạ. Được chưa? Cái đàn này hình như chưa đánh lần nào. Đấy, đây ạ. À. Nhìn trên này xem nào. Cần đàn. Con này nhá, cần đàn lõm này. Các nhìn nhá, cần đàn lõm ạ. Chứ không như những cần đàn khác. Những con này đi tỉa thì khỏi phải nghĩ rồi. 4,6 triệu ạ. Con này thì rất nhiều chế độ chỉnh, nói chung là các bác chơi các bác học thì bác mới hiểu, khi bác gầy bác mới hiểu. Chứ nên em thì cũng chả học gì cả, tập đánh gầy linh tinh. Đây, núm này 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cái núm cần gạt này thì em chả biết gạt cái gì. Thế thôi, còn lên cứ tỉa thì cứ đánh thôi. Đó. Hàng bao mới bao chất cho các bác luôn. Đấy, được chưa? À, con này là 3,9, con này 4,6 triệu. Có bao da đi theo luôn. Bao da đi theo cho các bác luôn. À, ngoài ra thì đây. À, còn cái lô đàn này. Nhé. Cái lô đàn này. Thì các bác thợ nào lấy, em bao cho các bác thợ nhé. Tất cả. Ở những dòng đàn này thì có con nhé. Tất cả em lập này 1 2 3 4 5 con này, 5 con đàn này này. Đây nữa. 6 7 8 con này. 8 con đàn này. Đấy. À, thì có những con em đã test cho các bác rồi đây. 2,9 triệu này. 2,9 triệu có một con đàn tay trái này. Đàn tay trái này. Toàn 2 3 triệu này. Mẹ đổ xô cả cái chỗ này nữa. Chỗ này nữa nhá. À, cái chỗ này thì các bác biết là đàn em ghi này, à, có con em ghi thứ tự là em ghi là không vào điện hoặc là không vào gì đấy, nhưng mà các biết tại sao nó không vào đây này, nó không vào là cái đường mic này, cái đường mic này nó bị tuột này, các bác về hàn cái đường mic vào cho nó thông tín hiệu, đấy là nó không vào tín hiệu, đấy gọi không vào tín hiệu. Hoặc là một số con như là con này chẳng hạn, con này thì chưa test rồi. Em đang để ý xem con này làm sao. Con này chưa test. Con nào test em sẽ ghi chú. Đấy. Còn con này nữa. Quay qua cho bác nhìn luôn này. Đấy, chưa. À đây, con này đây. Con này nó tuột một con vít bên này. Nên phải kéo con vít bên này. Đây này, bác nhìn đây có một vít nhé. Bên này có vít. Hàng thì tất cả các bác là hàng rất là đẹp này, lau đi đẹp lắm này, đấy bóng hết nhưng em chưa lau. Đây cái vít đây này, các bác về cái mũi vít nhỏ, vít con này lên là ok, nó sẽ dài, đàn thì mau hoạt động tốt hết, được chưa? Đấy các bác về có thời gian thì hàn nó lại, có cái vít nó lên,
những chiếc đàn đây gồm có đôi 4 5 cái 5 cái này, bên kia 3 cái nữa là 8 cái. 8 cái này để cho các bác 1.800.000 một chiếc, tổng hợp hết 1.800.000 một chiếc, bác nào lấy tất nhá. 1.800.000. Còn đây đồng hồ đang về, em đang bóc cho các bác đây, đồng hồ đây. Đồng hồ đang về đây. Bác nào đợi thì xem chất liệu giới thiệu. Đồng hồ cho các bác trung bình hơn 1 triệu, hơn 2 triệu chiếc đồng hồ. Đấy. Đồng hồ đó các bác đây. Nhưng mà chào các bác.